Chào các bạn, mình tên là Trần Hồng Sơn, năm nay mình 19 tuổi. Mình đến từ thành phố Nam Định. Trước đây da mặt của mình bị khá là nhiều mụn, đặc biệt là hai bên gò má. Mình cũng đã thử nhiều cách chữa nhưng mà vẫn không được. Mình khá là ngại và tự ti về ngoại hình của mình. Mình biết đến phòng khám da liễu thẩm mỹ Kiên Trường từ một người bạn của mình. Bạn ấy cũng bị mụn khá là nặng và đến đây điều trị thì bạn cũng đã rất là khỏe. Khi mà mình đến đây thì mình được các bác sĩ thăm khám và tư vấn rất nhiệt tình. Bác sĩ đã xoay da và cho mình một phác đồ điều trị riêng. Sau khi tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và tái khám đúng hẹn, một tuần mình đến một lần. Và sau 4 tuần mình cảm nhận được da mặt của mình đã đỡ đến 90%. Mình rất là hài lòng với quá trình điều trị tại phòng khám thẩm mỹ da liễu Kiên Trường. Có một lời khuyên dành cho các bạn là nếu bị mụn thì nên đến điều trị sớm, không nên để lâu. Bởi vì để lâu thì tình trạng mụn sẽ nặng da, như vậy thì quá trình điều trị và hồi phục sẽ rất mất là thời gian. Và nếu điều trị mụn, các bạn nên tìm cho mình một cơ sở uy tín như phòng khám da liễu thẩm mỹ Kiên Trường. Như vậy bạn sẽ được điều trị và thăm khám với những bác sĩ rất nhiệt tình. Chúc các bạn có một làn da đẹp để đón Tết.